Hiện tại mình đang có mặt ở đỉnh đèo Hải Vân nha mọi người. Ở đây là rất là nhiều sự kiện di tích liên quan nha. Ở đây có điểm dừng chân ăn uống nha, phục vụ giải trí. À, đó là chốt Hải Vân Quan. Đèo Hải Vân còn có tên là đèo Ải Vân, vì trên đỉnh đèo xưa kia có một cửa ải, hay đèo mây, vì đỉnh đèo thường có mây che phủ, cao 500m so với mực nước biển và dài 20km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã, ở giữa ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Theo sử liệu, trước năm Bính Ngọ năm 1306, vùng đất có đèo Hải Vân thuộc về hai châu Ô và châu Rí của vương quốc Chăm Ba, còn gọi là Chiêm Thành. Sau khi được vua Chăm Ba là Chế Mân cắt làm sính lễ cầu hôn công chúa Huyền Trân đời Trần vào năm 1306, thì ngọn đèo chính là ranh giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Khoảng một thế kỷ sau, vào năm Nhâm Ngọ năm 1402, nhà Hồ dưới triều Hồ Hán Thương sai tướng Đỗ Mãn đem quân sang đánh Chiêm Thành, khiến vua nước ấy là Ba Đích Lại, tức là Jaya Sinha Varman V, phải cắt đất Chiêm Động và Cổ Lũy để cầu hòa. Kể từ đó, cả vùng đất có đèo Hải Vân mới thuộc hẳn về nước Đại Ngu, tức là Việt Nam ngày nay, và trở thành ranh giới tự nhiên của hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam, như sách Phủ Biên Tập Lục của Lê Quý Đôn đã chép. Hải Vân dưới sát bờ biển, trên chọc từng mây, là giới hạn của hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam. Đi, ngay trên đỉnh đèo có quán cà phê nha mọi người. Ai thích thì ghé hãy trải nghiệm nha. Ơi, ôi quốc luôn đi, có bị gói kìa. Cà phê sữa đá đắm. Ở đây có cái không gian mà ra ngồi ngắm đèo nè mọi người. Ở dưới kia là đường rầy xe lửa, có cái hầm chui qua. Ở đây nó mới xây nha, chứ lúc trước là nó không có. Vào thời nhà Nguyễn, đèo Hải Vân vẫn là chỗ giáp giới giữa Thừa Thiên và Quảng Nam. Phía bắc chân núi giáp vực biển có hang Dơi, tục gọi là Bãi Tiêu. Tương truyền xưa có thần sống, thuyền đi qua đó thường bị lật chìm. Nên ngạn ngữ có câu, đường bộ thì sợ Hải Vân, đường thủy thì sợ sóng thần hang Dơi. Ngày nay trên đỉnh đèo Hải Vân vẫn còn dấu vết của một cửa ải. Cửa ải này được gọi là Hải Vân Quan, xây từ đời Trần và được trùng tu vào thời nhà Nguyễn năm Minh Mạng thứ 7, tức là năm 1826. Cửa trong về phủ Thừa Thiên đề ba chữ Hải Vân Quan, cửa trong xuống Quảng Nam đề Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Là khoảng một bên góc bảng còn ghi thêm Minh Mệnh Nhất Niên Các Nhật Tạo, tức là làm vào ngày tốt năm Minh Mệnh thứ 7 năm 1826. Danh hiệu này tương truyền do vua Lê Thánh Tông phong tặng khi nhà vua dừng quân ở đây vào năm Canh Thìn năm 1470. Năm 1876, trước khi người Pháp lập nền bảo hộ, thì nhà địa lý học Julien Dutreuil Grihan khi đi đường bộ từ Đà Nẵng ra Huế có ghi nhận rằng cửa ải có 50 lính canh phòng. Năm 1885, sau khi ký Hòa ước Giáp Thân năm 1884, thì số lính còn lại khoảng 5 người. Và sang đầu thế kỷ 20, khi Henri Corsica của Hội Đô thành Hiếu Cổ lên đèo quan sát thì cửa ải đã bị bỏ ngỏ, không còn ai canh gác. Cửa ải Hải Vân còn chứng kiến cuộc ngự du của vua Thành Thái vào mùa hè năm 1896. Xa giá của vua đi đường thủy vào đến Lăng Cô, nghỉ qua đêm rồi hôm sau đăng sơn. Vua cưỡi ngựa, tháp tùng là giới chức Pháp gồm có toàn quyền Rousseau và khâm sứ Breyer lên tận cửa ải để ngắm cảnh quan. Đáng tiếc là di tích này đang bị xuống cấp trầm trọng. Ngoài ra, nơi đỉnh Hải Vân hiện vẫn còn một vài lô cốt tàn tích của đồn nhất do quân đội Pháp xây dựng vào năm 1826 để bảo vệ ngọn đèo chiến lược này. Sau đồn bốt ấy được chuyển sang tay quân đội Mỹ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến tranh Việt Nam, đèo Hải Vân là nơi đã liên tiếp diễn ra những trận đánh lớn.